Heo con chào đời an toàn được giữ ấm có thể đứng được, người chăn nuôi phải cho heo con bú sữa đầu, bởi sữa đầu bổ sung hiệu quả nhất là giai đoạn 8 giờ đầu sau sinh. Trong trường hợp heo mẹ thiếu sữa hoặc có nhiều con, nhất thiết phải bổ sung sữa đầu đậm đặc, nhất là những con ốm yếu để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh tiêu chảy E. coli, pest, TGE. Trong cái dòng đời của cái con heo con á, thì của của một cái con heo á, thì cái bước đầu tiên là cái bước quan trọng nhất, mình phải sử dụng cái sữa đầu cho nó thật là tốt. Mình phải cho nó bú sữa đầu được thật tốt trong vòng 8 tiếng đầu tiên. Nếu như mà, mà có sữa đầu cho bú thì tốt còn không có sữa đầu cho bú thì mình buộc phải bổ sung sữa đầu vào để cho cái con heo nó không bị mất sữa đầu. Cái đó là cái vấn đề quan trọng nhất.